Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh đi qua 5 huyện thị của Nghệ An là Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Anh Sơn, Tân Kỳ và Thanh Chương với chiều dài 132 km. Tổng diện tích tự nhiên toàn vùng gần 321.000 ha, chiếm 19,47% tổng diện tích toàn tỉnh. Đây cũng là những địa phương kết nối trục kinh tế Đông Tây của Nghệ An. Phát triển hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của giải trung du Nghệ An, đồng thời giảm tải một phần mức độ tập trung công nghiệp cho hành lang kinh tế ven biển phía Đông. Đặc biệt, tháng 7 năm 2023, Bộ Chính trị có nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có nêu rõ nhiệm vụ tập trung nguồn lực phát triển 4 hành lang kinh tế là hành lang kinh tế ven biển phía Đông, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế quốc lộ 48A và hành lang kinh tế quốc lộ 7A. Trọng tâm phát triển của hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng và du lịch sinh thái. Thưa quý vị, theo quy hoạch, đường Hồ Chí Minh sẽ được nâng cấp thành đường cao tốc giai đoạn 2030-2050 với quy mô 4 làn xe. Có thể nói phát triển hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh chính là bước đột phá để đánh thức miền Tây rộng lớn và rất giàu tiềm năng của Nghệ An. Đồng thời đây cũng là hành lang có vai trò quan trọng kết nối 3 hành lang kinh tế còn lại, từ đó hình thành bộ khung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kể từ khi có đường Hồ Chí Minh đi qua, kinh tế xã hội ở các địa phương nằm trên tuyến đường này đã có sự thay đổi rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng tăng nhanh, trở thành đầu tàu phát triển kinh tế năng động trên một số lĩnh vực như lâm nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghiệp khai thác khoáng sản. Những năm gần đây, Nghĩa Đàn phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến của Nghệ An. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã năng động đã đầu tư ứng dụng công nghiệp trong chế biến sâu, theo hướng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, với vị trí nằm giao giữa hai hành lang kinh tế quốc lộ 48A và đường Hồ Chí Minh, cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến đang là mũi nhọn mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và địa phương. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái cơ sở chế biến sản xuất ở đây thì để là phục vụ cho bà con phát triển kinh tế. Trong cái quá trình là sản xuất chế biến thì chúng tôi cũng cố gắng là đưa khoa học tiến tiến nhất để chế biến ra những cái sản phẩm là chất lượng. Tất cả hệ thống giao thông là cái điểm quan trọng để ra là giao thương hàng hóa, nông sản cho bà con. Thì chính vì vậy mà địa phương đã chỉ đạo cho nhân dân là chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng để tăng năng suất, hiệu quả, thu nhập cho bà con nhân dân và tiến tới là xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với lợi thế có đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn dài 38,5 km. Thời gian qua, huyện Tân Kỳ đã tập trung phát triển kinh tế nông lâm dọc tuyến đường này. Trong đó, đẩy mạnh sản xuất giống lâm nghiệp chất lượng cao, phục vụ trồng rừng nguyên liệu. Từ những mô hình có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của địa phương đạt từ 10 đến 11,5%. Chúng tôi tập trung một số cái định hướng lớn. Thứ nhất là tập trung phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học gắn với công nghiệp chế biến. Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi có chủ lực của huyện gắn với mở rộng phát triển theo hướng liên kết theo chặt thì chuỗi sản xuất. Thứ ba là chúng tôi đẩy mạnh cải cách hành chính, thu đầu tư. Từ trục chính là đường Hồ Chí Minh, mạng lưới hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đã đẩy nhanh tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch ở các địa phương. Khai thác lợi thế giao thương khi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, sự hiện diện của nhiều dự án đầu tư trong khu vực này đã mang lại những thay đổi về diện mạo đô thị và nông thôn, tác động đến cơ cấu kinh tế, hạ tầng và tạo việc làm cho nhân dân. Địa phương phát triển về mọi mặt đó là kinh tế, an ninh, quốc phòng đều được là có những thay đổi một cách nhanh chóng. Đặc biệt là thu hút các cái đầu tư trên địa bàn
và phát triển những cái cây công nghiệp để giúp là xóa đói giảm nghèo và giúp đời sống nhân dân. Được cấp trên rất là quan tâm đầu tư cái hệ thống cơ sở hạ tầng đường xã và các khu đô thị, đặc biệt là cũng được thị xã là quan tâm là hướng dẫn là lựa chọn các cái nhà đầu tư có cái năng lực về tại địa phương như là Honda, Toyota rồi là tập đoàn Sembcorp để xây dựng cái thay đổi cái mặt bộ mặt tại địa phương, từ đó là góp phần nâng cao cái đời sống của người dân. Tiềm năng phát triển kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh là rất lớn, mỗi một địa phương lại có lợi thế và thế mạnh riêng. Nhằm thúc đẩy các địa phương phát triển cùng với các chính sách của Trung ương, Nghệ An cũng đã có nhiều cơ chế hỗ trợ trên các lĩnh vực, các ngành để hình thành các hạt nhân kinh tế vùng, thúc đẩy kinh tế xã hội trong vùng phát triển. Tuy nhiên, trên tổng thể sự phát triển của các địa phương dọc đường Hồ Chí Minh còn khá chậm, thiếu sự kết nối hỗ trợ sản xuất giữa các vùng, liên kết theo chuỗi giá trị giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ còn yếu. Nhìn chung, so với tiềm năng và lợi thế, kinh tế của khu vực này vẫn chưa tạo được sự bứt phá vượt trội. Mặc dù đã có những đề án, cơ chế để thúc đẩy, nhưng phát triển sản xuất nông lâm ứng dụng công nghệ cao vẫn còn ít so với tiềm năng, lợi thế của vùng. Đơn cử như tại các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, ứng dụng công nghệ cao trong các hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác có tỷ lệ còn thấp, phương thức và liên kết sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, khiến cho việc cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến cũng bị hạn chế. Cái nhu cầu cái mặt bằng là cũng rất lớn, thì bà con nhu cầu của bà con là để mà làm cái mặt bằng để mà sản xuất cây giống thì rất nhiều, và thứ hai nữa là có nguồn cái quỹ đất để làm để lấy để mình đóng bầu ấm cấy thì giờ là hiện tại thì giờ cũng rất khó khăn. Cả cái sản phẩm về lâm nghiệp đang chủ yếu là xuất thô, chưa có cả cái nhà máy chế biến để nâng cao cái giá trị sản xuất là thứ nhất. Thứ hai là đối với một số mà vùng để đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh giá trị sản xuất thì chưa có cả cái khu nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh những mặt tích cực thì lĩnh vực chế biến tại các địa phương trong vùng hành lang đường Hồ Chí Minh còn một số tồn tại. Vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất quy mô hàng hóa hiện vẫn chưa đáp ứng được. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng còn yếu, khiến cho giá trị kinh tế trong chế biến chưa thực sự bền vững. Việc chậm triển khai các dự án, đề án về công nghiệp chế biến cũng đang là vấn đề ở các địa phương. Mình đang thiếu các cái chứng nhận giấy tờ hợp pháp, hợp lệ để mình có thể đưa ra các cái thị trường xuất khẩu như thị trường nước ngoài. Thì mình cũng mong muốn là các địa phương, chính quyền và huyện, xã có thể hỗ trợ và tạo điều kiện cho hợp tác xã có thể tiếp cận được các cái giấy tờ thủ tục hợp lý, hợp pháp để mình có thể đưa ra thị trường một cách tốt nhất. Trên địa bàn có các cái dự án nhưng mà đến bây giờ là có một số dự án cũng chưa khởi động. Cho nên là cái tâm lý tư tưởng của nhân dân và dư luận của nhân dân cũng nó còn rất là băn khoăn. Mong muốn là của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như nhân dân, bà con nhân dân thì để rồi có một cái phát triển kinh tế bền vững. Tại các địa phương nằm trên tuyến đường, đã có một số dự án, mô hình đầu tư về thương mại dịch vụ gắn du lịch sinh thái, du lịch canh nông. Tuy nhiên, một số mô hình đang hoạt động thì gặp nhiều khó khăn. Việc phát triển thương mại, dịch vụ ở các đô thị hiện cũng còn nhỏ lẻ, chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn. Các dự án có quy mô, trung tâm vùng cũng chưa nhiều. Bên cạnh một số lợi thế thì cũng có nhiều hạn chế trong ảnh hưởng đến sự phát triển, như là nằm cách xa các cái trung tâm lớn của tỉnh, không giáp biển, quy mô dân số không đông, cũng ảnh hưởng đến cái công tác thu hút đầu tư. Muốn phát triển du lịch canh nông thì nó phải kéo theo thêm nhiều cái dịch vụ và các hạng mục, đặc biệt là cái đường giao thông. Và một phần nữa là về để đầu tư cái du lịch sinh thái canh nông thì nó có quy mô lớn nên nó cần những cái nguồn kinh phí lớn hơn. Có thể thấy những vấn đề nêu trên đã và đang hạn chế sự tăng trưởng của khu vực này, khiến cho các địa phương nằm trên hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh vẫn chưa tạo được sự bứt phá mạnh mẽ. Bên cạnh đó, một số chủ trương, cơ chế chính sách của nhà nước còn chậm được cụ thể hóa. Để tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, cần tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, hạn chế, khó khăn, đặc biệt là trong thực hiện mục tiêu xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường liên kết phát triển của hành lang, của vùng mà Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đã đề cập đến. Có thể nói, hầu hết các doanh nghiệp
hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua rất cần được tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, trong sản xuất. Trong đó, vấn đề vốn, thị trường tiêu thụ vẫn luôn là bài toán khó. Để cho nó có hiệu quả thì nói chung là biết có cái cơ sở nào, ví dụ người ta dừng lên cái nhà máy, ví dụ chế biến nước ép hoặc đồ các thứ ấy, để giá cả nó ổn định thêm ấy, thì như vậy là người dân khi đó người ta mới hào hứng để đầu tư thêm. Phát triển cái du lịch sinh thái cộng đồng ấy là nó có cũng phải mất nhiều thời gian và cũng rất tốn kém về vốn để kinh doanh, để xây dựng và hoạt động. Như vậy tôi rất mong muốn là bên tạo điều kiện vốn để phát triển kinh doanh. Cũng kiến nghị với nhà nước là nên có quan tâm đầu tư hỗ trợ vào là để các cái mô hình kinh tế để nhân rộng cái từ cái mô hình kinh tế ra để là phát triển kinh tế xã hội địa phương, như trồng cây có chất lượng hiệu quả cao, rồi là các cái sản phẩm sạch của nông nghiệp nông thôn. Để tạo động lực phát triển, cơ chế chính sách phù hợp sát thực tiễn vẫn là yếu tố quan trọng để thúc đẩy các địa phương tạo ra đột phá mới. Mong muốn của huyện đó là tạo nên một cái hành lang pháp lý và cái cơ chế đặc thù cho huyện Nghệ An để xây từng bước xây dựng và có cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật đấy, con người hoặc là quản lý, cái cách quản lý vận hành là hoặc là công nghệ số hoặc là chuyển đổi số để tạo nên cái động lực để phát triển kinh tế nhiều hơn nữa. Mong muốn của huyện là sẽ quy hoạch cái vùng kinh tế Thanh Thủy đấy, được tức là cái dự án đó là phải sớm được phê duyệt, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là phải có cái cơ chế đặc thù để mà phát triển cái vùng kinh tế Thanh Thủy. Tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 3626 phê duyệt đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các huyện vùng dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tổng mức đầu tư cho các huyện vùng dọc đường Hồ Chí Minh là gần 26.500 tỷ đồng nhằm tạo động lực cho các địa phương bứt phá và tăng tốc. Vậy cần khắc phục những hạn chế như thế nào, tập trung vào những vấn đề trọng tâm gì và giải pháp ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chuyên gia của chương trình ngay sau đây, Phó giáo sư tiến sĩ kinh tế Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào Phó giáo sư tiến sĩ kinh tế Trần Đình Thiên. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình tạp chí kinh tế. Ông đánh giá sự phát triển kinh tế và giao thương của khu vực đường Hồ Chí Minh đi qua Nghệ An trong thời gian qua như thế nào ạ? Tôi cũng có một cái ấn tượng khá là tốt, khá là tích cực về cái phát triển kinh tế của cái vùng phía Tây Nghệ An, mà đặc biệt ấy là dọc cái tuyến đường Hồ Chí Minh. Ở phía Bắc cái tuyến đường này, tức là cái phía vùng Nghĩa Đàn, vùng Thái Hòa đó, có cái chuyển dịch nó khá là rõ rệt. Chúng ta biết rằng là cái kinh tế của TH Chu Mưu ở đấy, rồi ấy là cả cái thị xã Thái Hòa nó ở đấy, thì nó làm cho cái kinh tế của cái vùng này phải nói rằng là nó tích cực, nó sôi động hẳn lên. Tuy nhiên ấy, cũng theo cái mạch đó thì cái vùng phía Nam, dọc cái tuyến đoạn phía Nam nó cũng có những cái chuyển động, nhưng mà nó không mạnh bằng ở ngoài cái đoạn phía Bắc. Nó có thể nói là cái phát huy cái thế mạnh nó chưa được thực sự rõ ràng. Thì đây là cái điều mà nó gây ra nhiều cái đáng là suy nghĩ, để cho đấy, cái tuyến đường này nó trở thành một cái hành lang phát triển kinh tế như là cái kỳ vọng hiện nay. Để phát triển hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh một cách bền vững, khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế, theo ông, Nghệ An nên tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào ạ? Muốn phát huy được thế mạnh thì tôi nghĩ rằng trước tiên là phải định vị lại các cái thế mạnh, các cái lợi thế phát triển, tức là không còn là lợi thế so sánh nữa mà là cái, tức là thành cái sức mạnh để mà tạo ra cái của cải. Thì thứ hai là phải tập trung làm rõ hơn là các cái tuyến đường kết nối từ phía Tây xuống phía Đông, là phải tạo thành được những cái gọi là kinh, người ta gọi là tuyến xương cá đấy. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải rất lưu ý. Cái điểm thứ ba đó là đã có tuyến rồi thì lại phải có những cái nút, nó gọi là, chúng tôi gọi là nút hội nhập hay là cái tọa độ liên kết.
những cái trung tâm để cái kết nối phát triển. Và cái điểm thứ tư chính là cái chính sách phát triển doanh nghiệp, phải có những cái chương trình phát triển để mở đường cho các cái doanh nghiệp lên miền Tây. Đấy là cái gọi là cái kế sách mà phát triển bền vững của trục hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh của Nghệ An. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiến đã tham gia chương trình. Trao đổi của phóng viên với chuyên gia cũng đã khép lại chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên ANTV Go hoặc website truyenhinhnghean.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.